Ủa Trân, đang làm gì vậy? Đang ngắm chừng là đang ngắm chừng. Út đang nấu mì là đang nấu mì. Ngắm chừng là gì? Không phải là ngắm chừng, mà là ngắm chừng. Ngắm chừng. Ngắm chừng. Ngắm chừng mà không cắm điện, ngắm đường nào? Quên. Bồn ngắm chừng massage khử trùng xe mi. Ta da. Với một thân hình cân đối gọn gàng, vừa đủ bỏ hai cái chân vào thôi, dễ dàng cất giữ khi không sử dụng nè, không chiếm quá nhiều diện tích đâu nha. Trang bị thêm một tay cầm và bánh xe, đỡ phải nhấc lên hay là khiêng vác chi cho nó nặng. Đặc biệt, dòng này trang bị phương pháp khử trùng tuần hoàn nước bằng tia cực tím UV, tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc và các vi trùng khác, giúp bảo vệ bàn chân của người dùng tốt hơn. Miếng lót đệm chân massage được làm từ chất liệu có độ mềm mại cao, độ đàn hồi tốt, nên là yên tâm sẽ không gây hại đến vùng da chân đâu. Nút tắt mở nè, nút điều chỉnh nhiệt độ có thể tùy chỉnh nhiệt độ nước dao động từ 35 đến 48 độ C. Sử dụng hệ thống sưởi DPS có hiệu suất làm nóng nước ổn định và an toàn. Có 3 cấp độ massage khác nhau, đi kèm là 8 điểm tiếp xúc luân phiên xoay chuyển tác động trực tiếp đến các huyệt đạo dưới lòng bàn chân. Thời gian massage thì chúng ta có thể điều chỉnh từ 5 đến 60 phút luôn. Còn mà không thích khum hay là cúi người xuống thì chúng ta sử dụng app Mi Home điều khiển trực tiếp trên đây luôn. Đơn giản và dễ dàng như ăn cơm bữa vậy đó. Ngâm với nước ấm là một liệu pháp giảm căng thẳng, giảm đau hiệu quả cho đôi chân sau một ngày dài làm việc, đặc biệt là các chị em phụ nữ hay mang giày cao gót. Ngoài ra, để mà tối ưu hiệu quả hơn thì anh chị em có thể bỏ vào đây một ít túi dược liệu nha. Mọi người ơi, đồ ngon nha.